29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. TikToker bị phạt vì video ghép ảnh vua Thái Lan ở Angkor Wat. TikToker Hứa Quốc Anh bị phạt 7,5 triệu đồng vì quay video ở đền Angkor Wat với trang phục không phù hợp và ghép hình nhà vua cùng cờ Thái Lan. Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 3 tháng 1 cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính Hứa Quốc Anh dựa trên hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử theo Nghị định 12/2020. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản này cam kết sẽ rút kinh nghiệm, không để xảy ra sự việc tương tự. Trước đó vào ngày 30 tháng 11, Quốc Anh mặc trang phục phụ nữ, cầm gậy, thực hiện video đi dạo ở đền Angkor Wat. Video dài 1,25 phút sau đó được lồng ghép hình ảnh cờ vua Thái Lan kèm theo âm thanh Hello Thái Lan, Xin chào Thái Lan. Đăng tải lên tài khoản TikTok của cá nhân có khoảng 700.000 lượt theo dõi. Cơ quan bảo tồn di sản thế giới Angkor Wat Aksara hôm 12 tháng 11 đánh giá video gây ảnh hưởng đến văn hóa di sản của Campuchia và cho biết đã yêu cầu mạng xã hội TikTok ngăn chặn. Aksara cũng kêu gọi người dùng mạng không tiếp tục chia sẻ ủng hộ những hành động tiêu cực. Video đã bị gỡ trên nền tảng TikTok. Trả lời chúng tôi khi đó, Hứa Quốc Anh từ chối chia sẻ lý do quay video ở Campuchia nhưng lại chèn hình ảnh âm thanh liên quan đến Thái Lan. Tuy nhiên anh cũng nhận lỗi và mong được tha thứ. Hôm 12 tháng 1, Cơ quan Bảo tồn Di sản Thế giới Angkor Wat Aksara đánh giá video gây ảnh hưởng đến văn hóa di sản của Campuchia và cho biết đã yêu cầu mạng xã hội TikTok ngăn chặn. Aksara kêu gọi người dùng mạng không tiếp tục chia sẻ ủng hộ những hành động tiêu cực. Video hiện bị gỡ trên nền tảng TikTok. Aksara cho biết vào ngày 30 tháng 10, họ đã cấm nhóm du khách nước ngoài thực hiện ghi hình với trang phục sáng tạo tại Angkor Wat. Cơ quan này cũng yêu cầu nhóm xóa một số hình ảnh không phù hợp. Tuy nhiên, nhóm khách vẫn sử dụng điện thoại di động có thể được cất giấu để quay hình với mục đích bất chính. Kim Phalet, hướng dẫn viên du lịch quốc tế Campuchia, cho biết Campuchia và Thái Lan từng có tranh chấp liên quan đến đền Prea Vihear ở biên giới. Do đó, hành động chèn hình ảnh Thái Lan vào video quay ở Angkor Wat khiến người Campuchia phẫn nộ. Ngoài ra, Kim nói du khách mang theo ekip sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp nhưng lại mặc trang phục không phải là của Campuchia, cần xin giấy phép trước. Theo Aksara, nhiệm vụ của họ là quản lý bảo tồn Angkor Wat, đồng thời hài hòa trải nghiệm du lịch với an toàn công cộng và sự tôn trọng với cộng đồng bản địa. Quần thể đền Angkor Wat, Angkor Siem Reap, Campuchia là di tích tôn giáo lớn nhất thế giới với hơn 160 hectare, có tài liệu ghi khoảng 200 hectare, được xem là đỉnh cao phong cách kiến trúc Khmer. Angkor Wat là trái tim và linh hồn, niềm tự hào của người dân Campuchia. Năm 1992, UNESCO công nhận Angkor Wat là di sản văn hóa thế giới. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.